có một lục địa ở hành tinh đáng yêu, nơi rất nhiều sinh vật sinh sống. Các bạn ấy rất đáng yêu và tinh nghịch, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Kaido Hiao, hãy nhảy lên nào, lên và xuống. Các bạn ấy tên là thỏ vui vẻ. Kaido từ đầu đến cuối đều là những cuộc hành trình vui vẻ. Kaido Hiao, trái phải, xung quanh ta đều là những người bạn tuyệt vời. Thỏ vui vẻ ơi, chúng ta hãy cùng bảo vệ hành tinh này nhé. Kaido Hiao, hãy nhảy lên nào, lên và xuống. Các bạn ấy tên là thỏ vui vẻ. Kaido từ đầu đến cuối đều là những cuộc hành trình vui vẻ. Kaido Hiao, trái phải, xung quanh ta đều là những người bạn tuyệt vời. Thỏ vui vẻ ơi, thật hạnh phúc khi chúng ta luôn là những người bạn của nhau. Bộ phim Điều ước của thỏ. Tập phim Bí mật của hũ cà rốt ngâm. Thỏ vui vẻ, mình thật xin lỗi. Lẽ ra mình không nên để ba bạn dính líu tới việc này. Không sao đâu, ba mình là một anh hùng mà. Ông ấy rất vui khi được giúp đỡ đó. Thật tình thì mình không có cách nào thoát khỏi mũi tên của ba mẹ bạn. Hy vọng lần này sẽ không có cuộc tấn công bất ngờ nào. Hơi khó đó, dù sao thì bạn cũng phải làm quen với nó thôi. Mình rất nhớ món dưa chua cà rốt của mẹ mình. Chúng ta mau đi thôi. Được. Ba mẹ ơi, con về rồi. Hả? Sao ở đây bừa bộn quá vậy? Papa, 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 papa. Ba ơi, mẹ ơi. Thỏ vui vẻ. Ba ơi, mẹ ơi. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đâu rồi? Hả? Nhà mình bị trộm rồi. Bừa bộn quá, trà mua mẹo tới rồi sao? Cái gì? Cái gì chứ? Mất rồi, mất hết rồi. Tất cả đồ của mình. Thỏ vui vẻ, đừng buồn nữa. Mình nghĩ là cảnh sát trưởng sẽ không sao đâu. Mình cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mà món cà rốt yêu thích của mình không còn nữa rồi. Lạ quá, mọi việc không đơn giản như là chúng ta nghĩ đâu. Sao vậy? Nhìn xung quanh đi. Nó có vẻ lộn xộn, nhưng đồ nội thất không bị đụng tới. Thậm chí, nếu cảnh sát trưởng đánh nhau với rồng mưu mẹo, thì bác ấy sẽ không bao giờ bỏ lại những mũi tên hút. Vậy, như mình nói, rồng mưu mẹo không tới đây. Tất cả việc này chỉ là một trò ngụy trang của bác ấy mà thôi. Ngụy trang sao? Đúng rồi ha, nhìn đây nè. Ba đã bỏ cà rốt chua trong tủ lạnh. Bạn chỉ nghĩ tới cà rốt chua thôi sao? Không đúng. Cà rốt chua là món yêu thích của cả nhà. Không nên bỏ nó vô trong tủ lạnh chứ. Papa, papa. Sao vậy? Vì nó sẽ có vị rất dở. Ba thật là phí phạm quá. Ánh sáng này là... Papa. Mình chưa thấy củ cà rốt ngâm nào phát sáng hết. Không đâu, đây không phải là cà rốt chua. Nó là viên ngọc quý của gia đình đại bàng đó. Mình hiểu rồi. Bác ấy gây ra đống bừa bộn này khiến cho rồng mu mẹo tin là viên ngọc đã bị trộm. Nhưng thật ra ông ấy bỏ nó vào tủ lạnh. Sẽ không ai quan tâm tới hũ cà rốt ngâm. Mà thật ra nó có viên ngọc ở trong đó. Bác ấy thật là thông minh đó. Không có cà rốt ngâm rồi. Mình rất muốn ăn cà rốt ngâm. Gì vậy? Ai tấn công tôi vậy? Ai dám tấn công tôi? Dòng phụ tá. Gặp lại sao nha. Là ông. Đại bàng hiền lành, bạn có sao không?
Cảm ơn đã giúp ta tìm ra viên ngọc thánh. Biết điều thì mau đưa nó cho ta đi. Dậy đi, dậy đi, để bạn hiền lành. Nếu không thì không đời nào. Được, chuẩn bị chịu đòn đi nha. Tôi không sợ ông đâu. Tấn công. Phi tiêu của mình đâu rồi? Trong phụ tá. Nè, tệ quá. Kỹ năng phi tiêu của ông không giỏi như mũi tên hút của cha tôi đâu. Giỏi lắm, thỏ vui vẻ. Vậy thì ta sẽ xử lý người trước. Ông nhầm rồi, tôi đâu có giữ viên ngọc đâu. Sao lại tấn công tôi làm gì chứ? Ngươi nhiều chuyện quá. Chú cá nhỏ, chiến đấu vì công lý. Biến hình. Hiện thân của trí tuệ. Robot sắt. Nè, ngươi tệ quá đó. Để mình giúp bạn nha. Củ cà rốt ti hon tinh nghịch. Biến hình. Mình là siêu anh hùng. Robot tia chớp. Tấn công. Quá yếu. Sự thông minh, chúng ta nên làm gì đây? Ở đây chật quá. Chúng ta rơi vào tình thế bất lợi rồi. Ra khỏi đây mau lên đi. Được. Trong phụ tá. Tấn công. Đồ ngốc. Tức quá. Đứng lại. Trời thông minh, chạy mau lên. Đứng lại. Đợi đã. Hết đường rồi sao? Đỡ nè. Người chậm quá. Chúng ta không còn đường lui rồi. Rồi thông minh, hãy thử siêu biến hình coi sao nha. Được. Làm thôi. Robot tia chớp sắt. Chúng ta làm được chưa vậy? Hình như chúng ta không thể kết hợp. Ta sẽ lấy viên ngọc. Không. Tránh đường đó. Cẩn thận đó. Không sao rồi. Nhưng mình thì có đó. Rồi thông minh, bạn có sao không? Nhờ có giáp nên mình không bị ngất đi như đại bàng nghiêm khắc. Nhưng mình nghĩ mình chỉ có thể cầm cự được một chút xíu nữa thôi. Phi tiêu của ta sẽ sớm làm cho rùa thông minh bất tỉnh thôi. Thỏ vui vẻ, đưa viên ngọc cho ta. Ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi. Thỏ vui vẻ, hãy làm gì đi. Có rồi. Trông cậy vào bạn nha, rùa thông minh. Trong phụ tá, nếu như người muốn lấy thì tới đây lấy mau lên đi. Nhận lấy nè. Dùng vũ khí bí mật của bạn đi. Cứu vơi. Bắt được rồi. To quá. Thành công rồi. Thỏ vui vẻ, bạn thật là độc ác đó. Tên thỏ xảo quyệt này. Hả? Đạn sao băng siêu tốc. Trường thông minh, bạn có sao không? Mình không sao. Con thỏ đáng ghét. Trọng phụ tá, người đáng bị như vậy. Đợi một chút nha. Rùa thông minh, các độc tố đã lan trong cơ thể của ngươi rồi. Nhưng tại sao ngươi vẫn còn tỉnh táo quá vậy? Hả? Thiệt hả? Rùa thông minh. Trọng phụ tá,
nhân danh công lý, tôi sẽ trừng phạt ông. Công lý hả? Ngươi sao? Mình tới rồi đây. Đại bàng nghiêm khắc, bạn không sao chứ? Kiếm bay, nhanh như chớp, biến hình. Robot gió lốc, hãy chiến đấu nào. Hãy chiến đấu nào. Tuyệt quá. Lại thêm người nữa sao? Thỏ vui vẻ. Được rồi, nhìn đây. Ngươi, ngươi bắt cha ta và dơi mẩm mẻm sao? Thông minh đó. Thế nào hả? Tấn công ta đi. Trong phụ tá, ngươi thật là hèn hạ đó. Thỏ vui vẻ, ra đây. Nếu ngươi muốn đòi lại cảnh sát trưởng và dơi con mẩm mẻm, thì hãy mang viên ngọc thiên tới thủ phủ miền Tây để trao đổi với ta. Tức quá. Chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước. Chúng ta là những người bạn tốt của nhau. Là bạn tốt dù có phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào, chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau cho đến phút cuối cùng. Hãy đồng lòng và cùng tiến về phía trước. Chúng ta là những người bạn tốt không sợ khó khăn và nguy hiểm. Chúng ta sẽ luôn vui vẻ và cùng nhau tận hưởng sự tự do. Đáng yêu, thật đáng yêu. Thỏ vui vẻ, nhanh như gió. Thỏ vui vẻ với đôi mắt tròn xoe. Thỏ vui vẻ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những người bạn sẽ luôn ủng hộ cậu ấy. Thỏ vui vẻ là người luôn mang lại hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng nhau theo đuổi những ước mơ. Thỏ vui vẻ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Tình bạn là món quà quý giá nhất. Tình bạn là món quà quý giá nhất.